87 này còn giành được chức vô địch tại giải vô địch quốc gia Thái Lan cùng câu lạc bộ Bangkok Glass ở mùa giải năm ngoái. Và chính cô không chỉ là thần tượng của người hâm mộ mà còn là tấm gương sáng để các cầu thủ trẻ noi theo. Gần 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia và giành được vô số danh hiệu cùng đội bóng quê hương Bình Điền Long An, Ngọc Hoa đã chứng tỏ được đẳng cấp của một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Chính những phẩm chất nổi bật của Ngọc Hoa đã giúp cô lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện một trong những đội bóng hàng đầu của Thái Lan, nền bóng chuyền mạnh nhất khu vực. Và ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng cho Bangkok Glass, Ngọc Hoa đã cùng với đội bóng của mình giành được chức vô địch tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan. Với phụ công cao 1m82 này, việc thi đấu ở Thái Lan không thực sự quá khó khăn. Nếu như ai chưa đi thì nghĩ rất là khó, nhưng mà khi mà đã đi rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Có nghĩa nó sẽ đơn giản hơn ở Việt Nam vì là thi đấu nó không dày đặc. Và thứ nhất, thứ hai là cái áp lực thi đấu của Hoa nó cũng không có đến nỗi nào là như ở Việt Nam. Không chỉ chứng tỏ được vai trò của mình ở đội bóng quê hương, mà tại Bangkok Glass, Ngọc Hoa cũng đã thi đấu rất xuất sắc. Thành công của phụ công này chắc chắn là tấm gương để các cầu thủ trẻ của bóng chuyền Việt Nam học tập và noi theo. Trước Ngọc Hoa, từng có những cầu thủ bóng chuyền của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu như Ngô Văn Kiều hay Đỗ Thị Minh. Những trường hợp của Ngô Văn Kiều, Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa không chỉ là tấm gương mà còn là mục tiêu để các thế hệ đàn em phấn đấu. Em không đặt cái mục tiêu là so sánh giữa em với chị Hoa, em chỉ phải lấy chị Hoa làm mục tiêu để mình phấn đấu, để phấn đấu hơn nữa thôi ạ. Em cũng rất là mong được đi thi đấu ở một nước gần như là bá chủ của Đông Nam Á hiện nay đấy ạ. Cũng rất là mong được học hỏi kinh nghiệm của các bạn Thái Lan. Đó là những mong muốn rất thiết thực, bởi khi thi đấu tại Thái Lan, các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi những gì tinh túy nhất của bóng chuyền khu vực. Điều này giúp họ hoàn thiện hơn về chuyên môn. Hiện tại bóng chuyền Việt Nam không thiếu những nhân tố trẻ có tài năng và khát khao cống hiến. Vì vậy, họ hoàn toàn có cơ hội để thể hiện mình ở mảnh đất mà Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã và đang chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Với lực lượng trẻ bây giờ có nhiều câu lạc bộ thì Hoa nghĩ sẽ có nhiều em, và hy vọng điều đó nó sẽ đến với nhiều em ở Việt Nam để cho các em có thể được mở rộng và các em có thể được cọ sát ở những cái giải đấu ở Thái Lan. Tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á năm nay, đội bóng của Ngọc Hoa là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Và nếu Bangkok Glass đăng quang ở giải đấu năm nay ngay tại Việt Nam, chắc chắn cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa. Và phụ công này luôn là thần tượng không chỉ của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà, mà còn là tấm gương sáng để các cầu thủ trẻ của bóng chuyền Việt Nam noi theo. Lần này thì cô thực hiện quả đập ở vị trí số 2.